các bạn. Trong video vừa rồi, mình đã hướng dẫn các bạn các phương pháp thay chip LED bằng phương pháp hàn gián tiếp nha các bạn, là không tác động trực tiếp lên con chip LED này. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các phương pháp hàn trực tiếp, đúng cũng là cách thứ hai trong một trong hai phương pháp ha. Các bạn xem cái nào phù hợp với mình thì có thể tự làm nha, ở nhà nha. Ở đây mình sẽ thao tác trực tiếp lên chip LED này. Các bạn cứ kiểm tra cho mình ha. Dùng đồng hồ kim chỉnh và thang đo nhân 1 đo thử chip LED còn sống hay chết. Con này còn sống nha các bạn. Mình sẽ lấy con chip LED này ra và vừa đóng lại chính xác vị trí này. Các bạn hãy xem mình làm nha các bạn. Mình sẽ thao tác trên hai dụng cụ, đó là mỏ hàn và máy khò. Chờ một xíu nữa là nó sôi liền nha các bạn. Cho một đá nhẹ chân. Xíu chì nó lỏng ra ok. Rồi rất nhanh các bạn. Đá chân được rồi, là chì nó đã chảy rồi. Gấp ra được rồi các bạn. Đây, vị trí LED này. Mình sẽ lấy con LED này để thực hiện nha các bạn. Các bạn đo lại cho mình. Con LED này còn sống hay chết ha. LED sẽ có hai chân. Chân dài và chân ngắn. Chân dài nối với anode là chân dương. Chân ngắn, chân nhỏ là chân cao tốt, chân âm ha. Đây nè, bạn thấy vị trí LED sáng ha. LED sáng là LED còn màu sống. Ok nha các bạn. Các phương pháp này các bạn có thể thay trực tiếp trên LED bulb hoặc là LED chữ U. Các bạn có thể áp dụng cái cách hàn trực tiếp này trên LED bulb hoặc là LED chữ U. Vì LED ở đây gắn trên miếng nhôm tản nhiệt, rất dễ thao tác nha các bạn. Đây, thứ nhất mình sẽ thao tác bằng mỏ hàn. Mình sẽ hàn nối tiếp theo cái LED còn thiếu như này nha các bạn. Đây, mình sẽ đo vị trí. Rồi, LED sáng nha các bạn. Mình sẽ hàn nối tiếp bên đây nha. Nhìn chúng dùng chính con LED này để bạn hàn nối vô. Trước tiên các bạn cho mình một ít mỡ hàn. Chét đều lên hai chân anode cao tốt trên thanh LED này. Cái cách này làm tương tự như ở trên LED bulb hoặc là LED chữ U nha các bạn. Các bạn lấy một ít chì, xi chì ha. Các bạn xi chì lên chân này.
nên si chì chân dài chân ngắn các bạn. Chân anốt trước. Chân anốt quá nó dài, cái diện tích chì nó bám nhiều hơn so với chân cao tốt. Các bạn si một ít cho mình ha. Si chân anốt luôn, cao tốt luôn. Đây các bạn nhìn thấy không, dĩ chì vừa được xi ha, xi một lớp chì nhỏ mỏng. Rồi các bạn cố định cho mình. Không biết các bạn nhìn thấy không? Đây. Mình sẽ đóng con chip led này vô trên thanh này. Dùng một món hàng nha các bạn. Kiểm tra cái chân. Chân dài chân ngắn cho tương ứng với vị trí đặt led. Rồi các bạn tiếp tục cho đến một ít mở hàng cho mình. Si chì một xíu ở đây. Sau đó các bạn dùng cái nhíp, các bạn đặt vào đúng vị trí, đúng vị trí của led nha. Sau khi đặt xong các bạn dùng cái đầu nhíp ấn nhẹ nhẹ xuống, ấn nhẹ nhẹ cho nó tiếp xúc với lớp chì ở dưới ha. Rồi các bạn giữ một lúc cho mình. Rồi như vậy một đầu đã xong nha các bạn. Đây, để mình rút ra. Như vậy là một đầu đã dính nhưng mà còn cái đầu còn lại, chân anốt. Chân anốt đã dính, còn chân ca tốt chưa dính nha các bạn. Đây nè. Cái chân mình vừa được mua hàng một đầu. Ok nha các bạn. Cái chân còn lại các bạn chết cho mình ít dự thông ha. Dạ không, vị trí này các bạn cũng lấy dây chì xi cho mình ha, xi phía dưới. Cho nó tiếp xúc cái chì ở dưới, nó bám vô cái phần men bo phía dưới nha các bạn. Nè các bạn thấy không, cái dây chì đây dính này nha các bạn. Nó dính, nó sẽ ăn theo cái chì trên main board và chì của chip led. Các bạn muốn chắc thì các bạn đẩy thêm một tí chì nữa ha. Thôi chì nó sẽ tự rút xuống cái chân nha các bạn. Đây nè các bạn thấy không, chân chị nó đây. Cái này nếu mà bạn muốn đẹp hơn nữa là các bạn phải trong quá trình chấm mỏ hàng thì các bạn dùng cái nhíp ép nó xuống cho đẹp. Còn cái này nó so với cái lớp này nó hơi bị lồi lên nha các bạn, hơi lồi chút xíu nhưng mà không sao, miễn sao là cái chip led đã được hàng tiếp xúc chân gắn với cái thanh led này là ok. Thôi như vậy đã xong chưa các bạn. Mình sử dụng đồng hồ mình sẽ test lại.
chỉnh bình thường nha các bạn. Rồi, các bạn để que đo cái chân anode và cathode của chip led. Đó, thay ok nha các bạn, nó sáng ha. Nhiều bạn thao tác không quen sẽ hàng mà không dính chân á, chắc chắn là led không bao giờ nó sáng nha các bạn. Theo mình á, phương pháp này có dành cho các bạn khéo tay ha. Nếu mà để an toàn và các bạn nên hàng tìm cách hàng gián tiếp nha các bạn. Chì nó sẽ bám đều và led nó sẽ đẹp, nó tự tìm đến chân chipbo, nó sẽ đẹp hơn ha. Đây, chỉ led vừa thay ha. Đây, con led vừa thay. Ok nha các bạn. Nếu các bạn nào mà led thay led mà led nó không kiểm tra không sáng thì đa phần là cái nó bị hỏi chân nha các bạn. Các bạn cứ thả, cứ hàng lại cho mình. Các bạn cho một ít nhựa thông ha. Cho một ít nhựa thông. Rồi các bạn đéo một đầu. Đầu mỏ hàng ha. Cái đầu mỏ hàng mà tại vì cái chân anode các bạn hàng kỹ rồi, còn cái chân cathode là mới các bạn mới suy trì cho thôi. Rồi, các bạn cứ đã chấm chân chấm vào vị trí chân chì vừa chì, đừng có chấm bên ngoài nha các bạn, cái chỗ mới hàng ha, không được chấm bên lên trên, tại vì cái lớp bên trên là lớp nhựa tạo màu, các bạn chấm nó sẽ ảnh hưởng đến màu sắc của ấy ha. Rồi các bạn chấm cho nó chảy, các bạn ấn xuống, dùng cái đầu nhíp ấn xuống, ấn cho nó sát, nhớ cái chai chì nó chảy nha các bạn, ấn xuống rồi ok, các bạn giữ cho mình, nhưng một lúc xíu cho mình. Nó dính là ok ha. Ngoài ra anh em nào mà có hai cái món hàng, hai cái món hàng là quá tốt rồi ha. Mình dùng hai món hàng mình di chuyển luôn nha. Mình dùng hai món hàng này, mình di chuyển hai đầu, đặt vào hai đầu của chip led, đặt hai đầu chip led. Đó, mình cứ đẩy qua đẩy lại được ok nha các bạn, là nó sẽ đều hơn ha so với mua dùng một món hàng. Cách thay món ha, dùng hai món hàng này các bạn có thể áp dụng trên thay cái linh kiện nhỏ như tù chở dán SMD trên mainboard điện thoại di động, hoặc là các bạn phun sữa led driver cũng tương tự ha các bạn. Sau đó mình cứ test bình thường ha. Ok nha các bạn. Xiên cái chì này các bạn khéo tay một tí là ok, còn thôi nó sẽ lồi ra mà như vậy, nó hơi xấu hơn so với các bạn hàng gián tiếp. Đây này. Các bạn hàng trực tiếp nó xấu và nó không được đẹp bằng hàng gián tiếp ha, chì nó sẽ lồi lên. Trên đây là cách sử dụng mỏ hàng để hàng chip led. Các bạn sử dụng một mỏ hàng hoặc là sử dụng hai mỏ hàng là tùy nha các bạn, nhưng yêu cầu là các bạn phải khéo tay và hàng thật kỹ, không thôi nó chip led ở phía dưới, cái chân chip led ở dưới nó sẽ hở chân, nó sẽ không ăn và nó làm các bạn đo cái nó không sáng ha. Cái mình là ok rồi, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái sử dụng mỏ khò nha. Dùng mỏ khò thay, không dùng mỏ hàng nữa. Các bạn bật máy khò lên cho mình, để nóng một chút xíu. Đây, mình muốn giả sử mình thao tác tiếp trên thanh led này. Led này nó sáng nha các bạn. Đây nè.
vị trí này LED là LED sáng nha. Ba cái LED này sáng hết nha các bạn. Đây nè, ba con LED liên tục rồi sáng ha. Rồi, giả sử mình muốn thay một vị trí này nha, vị trí ở giữa. Để mình tháo con LED này ra, tại vì LED tốt, mình sẽ tháo ra và đóng lại. Mình tháo con LED này ra, sẽ đóng và đóng lại nha các bạn. Cho một ít nhựa thơm mộng mở hàng nha các bạn. Rồi, các bạn chờ nó sôi một xíu. Rồi đá chân nó lỏng chân, đã các bạn gấp ra được rồi. Rồi, xong nha các bạn. Đây. Là vị trí kế tiếp ha. Mình sẽ lấy chín con LED này thay vô đây. Trước khi thay các bạn cũng phải đo, cũng phải kiểm tra LED cho mình. Coi LED còn sống hay chết. Que đen và chân dài. Que đỏ và chân ngắn. Đứng ứng ra ở đó qua tốt nha. Rồi, nó sáng ok nha các bạn. Rồi. Mình sẽ dùng mỏ khò để thay trực tiếp vô vị trí này. Mà thao tác các bạn nên việc chia lớp chì ở dưới á, nhiều khi các bạn nó để lâu quá nó bị chai á các bạn. Các bạn nên xì một ít chì mỏng, lớp mỏng cho mình, cho mình ít mở hàng ha. Rồi, ok, xì một lớp mỏng nha các bạn. Các bạn thao tác các bạn nên lấy một miếng kim loại để mà lót. Lót phía dưới. Rồi, vị trí này nha các bạn. Đây là con chip LED ok. Mình sẽ thay vào. Tìm đúng vị trí chân, anode và cathode. Để an toàn hơn, tránh làm ảnh hưởng đến hai con LED bên hông, bên cạnh. Mình khuyên các bạn dùng cái siêu hoặc là miếng kim loại nhỏ nhỏ che lại. Mình dùng cái siêu che lại để tránh ảnh hưởng nhiệt, có thể làm hư hai con chip LED bên cạnh nha các bạn. Đây, bạn che lại cho mình. Khi mà mình đỡ hơi nóng khò thì không ảnh hưởng nha. Ok, hai vị trí bên cạnh mình đã che sẵn. Bây giờ vị trí còn ở chính giữa là mình là vị trí mình thao tác nha. Mình cũng cho một ít nhựa thông mở hàng lên cho mình chút xíu thôi. Rồi các bạn dùng máy khò, các bạn khò ha. Gió nhiệt nhiều quá thì các bạn giảm nha các bạn. Giảm vừa đủ thôi nha.
Ok. Rồi, các bạn khò nóng cái vị trí này cho mình. Khò nóng cho chì nó chảy ra nha các bạn. Rồi. Khò nóng cho nó chảy ra. Rồi bạn đặt nhanh tay đặt liền nha. Đặt liền xuống. Rồi khò một sơ một xíu là ok. Ấn xuống nha. Rồi, đặt liền xuống. Rồi, xong nha các bạn. Đừng có khò lâu quá nó chết. Rồi các bạn ấn xuống. Rồi. Cái cách dùng khò này khò đẹp hơn so với dùng mỏ hàn. Nhanh chóng nữa. Các bạn để chờ nguội một xíu là ok. Rất nhanh. Nhanh hơn so với khò gián tiếp luôn nha các bạn. Rồi các bạn gấp ra. Chờ cho nó nguội. Ok. Đây. Đây là vị trí mình vừa đóng chip led vô. Rồi. Sau đó mình sẽ dùng đồng hồ mình kiểm tra lại. Kiểm tra chip led vừa thay nha các bạn. Tại vì hai cái chip led này mắc song song với nhau. Và mà chỉ cần đo đầu kia là ok. Rồi, thành công nha các bạn. Ok cho mình luôn. Làm rất nhanh. Nhanh hơn so với mình là phương pháp gián tiếp nha các bạn. Đây nè. Mình chính mình chip test này luôn. Đóng rất nhanh. Các bạn khò đừng có khò trực tiếp mà khò lâu nha các bạn. Mình khò cho chì nó nóng chảy, mình thả xuống là ok. Còn chip led bên họ mình kiểm tra nó có bị ảnh hưởng gì không? Ảnh hưởng rồi sáng luôn nha các bạn. Không bị ảnh hưởng nha. Cái thanh này là hai con led, hai con led mắc song song nối tiếp với hai led trong mắc song song, nó tạo thành một dãy luôn. Đây mình kiểm tra này. Ok nha các bạn. Làm mình thay chuẩn nha các bạn. Đây. Coi cái con bên đây có ảnh hưởng, bị ảnh hưởng gì không? Hoàn toàn không ảnh hưởng. Rồi. Các bạn hãy thao tác thuần thục ở nhà. Mình mất xua với các bạn xem các bạn có lên cao tay nghề đi. Còn một vấn đề nữa dành cho các anh em kỹ thuật hoặc là các bạn mới vô nghề, các bạn hay nói chung là không để ý, các bạn cứ lấy mỏ hàn khi mà thay chip led á, các bạn cứ lấy mỏ hàn các bạn ủi nó, thứ nhất nó sẽ làm ảnh hưởng, nó làm xấu bề mặt này. Cái thứ hai là các bạn cái mỏ hàn các bạn sẽ không dính chì nữa. Trong cái video clip vừa hướng dẫn 3 cách để làm sạch mỏ hàn, là mình có hướng dẫn cái nguyên nhân mà cái mỏ hàn nó không ăn chì. Các bạn dùng cái mỏ hàn các bạn không dùng để hàn chì mà các bạn cứ xi hoặc là hàn đồ nhựa, nó sẽ tạo nó oxy hóa để mà không bao giờ nó làm mất cái lớp bám chì, nó sẽ không được sạch nữa. Nên cái cách nhanh nhất các bạn để các bạn tháo cái con chip led mà bị hư nhanh, các bạn dùng cho mình một cái kèm bấm dây điện nhỏ nhỏ, kèm cắt hoặc là kèm cắt móng tay, cắt nhanh cho mình nha. Cắt cái tờ bị phía trên chip led này chính là một lớp nhựa màu nha. Nó đây là lớp màu vàng, rồi có nhiều có chip led nó màu xanh hoặc màu trắng. Mà cho cái nhựa này các bạn cứ lấy mỏ hàn các bạn ủi là nó làm cho nhựa nó sẽ bám vô mỏ hàn, nó không ăn chì nữa nha các bạn. Nếu mà tuyệt đối tránh như mình, các bạn dùng kèm các bạn bấm thôi. Như chip led này hư ha, còn cắt cho mình, cắt bỏ luôn.
rồi nó sạch sẽ các bạn, cắt vừa phải, có những nó tránh chóc mạch nha các bạn, chóc mạch là không được, bóng cắt vừa phải, sau đó nó sẽ lộ ra, nó sẽ lộ ra lớp chì, cái lớp nhựa nó đã bay rồi, nó sẽ lộ ra một lớp chì, lớp chân chì ở đây. Rồi sau đó các bạn mới dùng cái mỏ hàn, chính mỏ hàn này. Các bạn có thể dùng thêm chì, các bạn xi xong rồi các bạn đẩy ra là ok, nó sẽ sạch bóng nha các bạn. Còn anh em nào mà chưa biết cái cách mà làm sạch cái mỏ hàn thì có thể xem clip 3 phương pháp, 3 cách để mà làm sạch cái mỏ hàn dành cho anh em kỹ thuật nha. Rồi, clip mình đến đây là hết. Anh em nào có cần hỗ trợ hay support gì có thể comment video bên dưới, mình sẽ hỗ trợ nha. Chào các bạn.